Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay chúng ta lại có duyên lần cùng nhau tề tự để tu học. Bây giờ xin cung thỉnh chư vị chúng ta cùng nhiếp tâm lắng lòng thanh tịnh và cùng nhau niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư chư vị, ngày hôm nay là ngày 14 tháng 9 năm 2016. Và chúng ta lại có duyên lành cùng nhau để tề tự tu học giáo lý của Đức Tự Phụ. Chúng ta, duyên sự của chúng ta là chỉ cố gắng học những cái gì mà chúng ta chưa hiểu rõ để thực hành cho đúng. Và cái mà chúng ta chưa hiểu rõ đó là cái thiền tứ niệm xứ. Và khởi đầu chúng ta đã dùng bốn câu của Ngài Thần Tú ở trong Pháp Bảo Đàn Kinh: thân như cây bồ đề, tâm như gương đại sáng, thường thường phải lau chùi, chớ để bụi trần nó bám. Và cũng nương vào đấy chúng ta học suốt cả hàng hai tuần nay rồi, phải không thưa chư vị? Chúng ta cũng học suốt hai tuần nay. Và chúng ta chỉ mới hiểu được sơ sơ một chút xíu về cái quán thân thôi. Thân gồm có những cái gì, cách nó quán như thế nào, chúng ta cũng chỉ có một chút xíu thôi, chưa có thấm gì hết đó. Nhưng ít nhất chúng ta, sư cũng hy vọng gửi đến quý vị một chút hương vị để quý vị nương vào đó hoặc là thắc mắc. Có nhiều khi sư nói ngang nói dọc á, chứ không hẳn là sư nói đúng đâu. Sư nói để cho quý vị một mình, rồi quý vị đi tìm ý kiến, rồi quý vị mới ngộ ra. Chứ còn sư nói hết thì chẳng có gì lợi lạc cho quý vị. Tại sao? Tại vì ai ăn thì nên no, ai tu lý chứng. Và trí tuệ đó thì không thể nào ban cho được. Trí tuệ không thể nào ban cho được. Ở trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, khi Ngài A Nan ngộ nạn Ma Đăng Già và quay trở về có thưa với Phật: là con ý vào là thị giả của Đức Phật, con cũng nghĩ là em của Phật, cho nên con không có cần tu, mà con chỉ cần ghi nhớ thôi. Những cái điều gì Phật nói con ráng còn ghi nhớ. Để rồi con cũng mong rằng vì cái công lao con như thế, và vì cái mối quan hệ của con với Phật như thế, con là em Phật, thì trước sau gì Phật cũng ban cho con cái trí huệ của Phật, con chẳng cần tu. Đấy, quý vị thấy Ngài A Nan còn nói thế mà còn suy nghĩ thế. Con nghĩ như vậy cho nên con chẳng cần tu. Mà ngày hôm nay con ngộ nạn Ma Đăng Già, con mới biết rằng cái tu mới là chính. Cái nghe
mà không tu thì không có ích lợi gì hết. Cho nên nương vào đấy chúng ta nghe pháp để hiểu, rồi chúng ta cố gắng thực hành, rồi chúng ta tự mỗi người trải nghiệm. Đức Phật thì đưa cho chúng ta nhiên liệu cơm, gạo, củi, nước mắm, rồi thức ăn, rau, đủ các thứ. Đó là kinh điển, là giới luật đấy. Rồi Đức Phật chỉ cách nấu, nấu như thế này, bỏ cái gì trước, bỏ cái gì sau. Nhưng mà chúng ta không nấu thì chúng ta đói, cơm nó sống hoài, chúng ta phải nấu, rồi chúng ta phải ăn nữa. Nấu xong mà không ăn thì cũng đói, cho nên phải ăn. Tu Phật là phải hành trì. Nếu quý vị không hành trì thì quý vị chẳng có cái lợi gì hết. Quý vị cứ đói hoài, cái tâm nó đói hoài thì tiếp tục sanh tử luân hồi. Ngày hôm nay chúng ta học cái đề tài là sợ chết ư? Sợ chết ư? Tức là quý vị có sợ chết không? Ở đây ai cũng lớn tuổi hết rồi, 50, 60 rồi, cũng sắp chết rồi. Có một bữa Đức Phật hỏi Chư Tăng, đời người sống bao lâu? Có vị nói 100 năm, có vị nói 80 năm, có vị nói 60 năm, có vị nói 20 năm, rồi có vị nói 1 năm. Tại vì vào nghĩa địa thấy có những con ngôi mộ đó nó để có 1 tuổi. Đức Phật nói không, đời người chỉ bằng hơi thở, thở ra mà không thở vào thì coi như chúng ta chấm hết cuộc đời, phải không thưa chư vị? Thở ra mà không thở vào thì là chấm hết cuộc đời. Thế nhưng có khi nào quý vị biết quý vị thở không? Hằng ngày cái tâm mình để rong ruổi, mình đâu có quán chiếu nơi cái hơi thở. Chúng ta thường thường á, tâm là để nè tiền nè, danh nè, quyền nè, chức nè, rồi tự mình bày vẽ ra những thứ mà mình cần phải làm, mà thực sự đó mình cũng chẳng làm được, mà thực sự ra mình cũng không thể nào mà thay đổi được cái bản tánh của mình. Bản tánh của mình nó rất là khó, đừng nói là thay đổi người khác, thay đổi bản tánh của mình đây cũng đã khó rồi. Bản tánh làm miếng nó làm miếng hoài. Chứ đừng có nói là thay đổi bản tánh người khác. Cho nên sư biết như vậy, nhưng mà vì nghĩa vụ cho nên sư cũng vẫn phải nói thôi. Quý vị nổi thì nổi, không nổi thì thôi. Phật nói chúng sanh còn không nghe mà ăn thua gì sư, phải không quý vị? Mình phải hiểu chứ. Mình không hiểu là đâm ra mình vô minh. Thế thì quý vị có sợ chết không? Chắc chắn là không thể tránh khỏi. Đức Phật nói với nhà vua, có những thứ mà khi nó đến, nó như 4 ngọn núi lớn, hơn cả cơn bão, và nó đến thì nó đè sập nát hết tất cả thành quách con người. Đó là cái thần chết. Thần chết đến là nó phá hủy hết, không còn cái gì hết. Thân cũng tan, dân cũng tan, quyền cũng tan, không ai tránh khỏi ông thần chết. Mà cái ông thần chết này ông lạ lắm quý vị. Đối với chúng ta, ông là người bạn thân nhất đời. Quý vị tin không? Quý vị có thể nói, sư nói vậy con không có tin. Thì thôi, quý vị muốn nghĩ như thế nào thì quý vị nghĩ. Nhưng mà nhiều lúc á, chồng, vợ nó bảo quý vị nhờ quý vị làm gì đấy, quý vị nó khoan khoan để làm cái việc khác đã, rồi từ từ làm. Cha mẹ bảo mình đi đâu hoặc là làm cái gì thì mình cũng bảo từ từ đã, để con làm tí nữa mà làm. Đó. Hoặc là để con sắp xếp rồi mai con làm. Nhưng mà kính thưa chư vị, ông thần chết ông là thân thích với chúng ta vô cùng, thân hơn cả cha, cả mẹ, cả vợ, cả chồng, cả con.
Bằng chứng là khi ông lại ông vỗ vai mình đi theo ông ngay mà. Ông bảo này bạn ơi, đi theo tôi nhé, chúng ta cùng đi chơi một cuộc hành trình rất là vui, và đi không trở lại. Thì mình lại nghe lời ông. Cha mẹ vợ chồng con mà nó bảo đi đâu á, thì mình lại còn nhận. Nó mấy giờ, ngày mai hay là chiều nay mẹ về hay bố về. Nhưng mà ông thần chết thì mình đâu có nhận. Mình đâu có nhận là mấy giờ mình về. Nhưng mà mình lại chịu đi theo ổng. Nó quái quăng vậy đó. Nó ông thần chết là còn thân hơn cả cha mẹ vợ chồng anh chị em. Những người đó không thân thuộc với mình bằng ông thần chết. Tại vì ông thần chết khi ông đến vỗ vai mình thì bất cứ lúc nào mình cũng sẵn sàng đi theo ổng. Và mình không có nhắn gửi gì hết lại với những cái người thân của đời mình. Và mình cũng không cần biết là những cái người ấy có hiểu không. Mình sẵn sàng mình lìa bỏ hết để mình đi theo ông thần chết. Có nghĩa là ông thần chết là ông bạn rất thân, cái người yêu của mình, người yêu lý tưởng, phải không quý vị? Đấy. Ông thần chết là người bạn lý tưởng của mình. Cho nên ông đến giờ nào là mình sẵn sàng đi theo ông. Mình không cần từ giã ai hết. Có quý vị nào mà nói khoan khoan ông thần chết, để tôi từ giã chồng tôi, vợ tôi, anh chị em tôi, rồi tôi mới theo ông. Có ai nói được câu đó không? Chắc chắn là không. Sư chưa thấy. Nếu quý vị biết, quý vị chỉ cho sư nha. Hoặc là quý vị làm được, quý vị chỉ cho sư cái cách. Sư cũng muốn học cái cách này. Cách này nó hơi hay á, phải không? Tức là trước khi chúng ta đi, chúng ta chia sẻ với người thân của chúng ta là tôi đi nha, rồi lúc nào tôi về nha, nhắn gửi đàng hoàng. Nhưng mà chúng ta có làm được việc đó không? Thưa không. Tại vì ông thần chết là người yêu của chúng ta. Mà chúng ta tránh được ông, cái người yêu này không? Cũng không luôn. Từ xưa cho tới nay thành trụ hoại diệt, sinh lão bệnh tử là đương nhiên. Đức Phật cũng sanh ra, rồi Đức Phật cũng nhập diệt. Ngài đâu có sống hoài được. Chưa thấy có ông vua nào sống hoài. Chưa thấy có cái chuyện đời gì mà nó cứ bình thản mãi, nó không có thay đổi. Quy luật của thế gian, quy luật của thiên nhiên là nó phải thay đổi. Đúng lúc nó sẽ thay đổi. Bây giờ con muốn sớm nó cũng không được, mà muốn trễ cũng không được. Cái pháp nó vận hành là như vậy. Chúng ta cứ để tự nhiên. Quan trọng là mình chuẩn bị để mình biết lúc nào nó thay đổi, để mình ứng phó. Thí dụ như mình canh chừng trời mưa, thì chúng ta trước khi đi ra trời biết chiều nay nó mưa, thì chúng ta mang theo cái dù. Để nếu có mưa thì mình đã ướt. Thế thôi. Chứ chúng ta đâu có cản được trời mưa. Phải không quý vị? Tới lúc nó thay đổi là nó thay đổi. Và tới lúc nó chưa thay đổi, có làm cái gì nó cũng không thay đổi. Lúc trời chưa mưa mà quý vị có cầu nó mưa, thì người ta nói quý vị là cái người mới ở trong, một đó là mới ở trong viện dưỡng lão, dưỡng trí viện nhé, dưỡng trí viện nhé, nhà thương tâm thần đó, đi ra. Hai á là người từ cõi trên. Chỉ có hai người đó mới nói vậy thôi, thấy không? Tức là thay đổi trời mưa trời nắng. Cho nên á, cái người mà khôn ngoan là cái người chuẩn bị tất cả các yếu tố cần và đủ để khi có sự thay đổi mình lợi lạc trong sự thay đổi ấy. Chúng ta không làm cho trời mưa được đâu, chúng ta không làm cho trời nắng được đâu. Mà hễ mùa đông á thì có tuyết, mùa xuân á thì hoa nở. Chúng ta không thể nào đem hoa mà chúng ta nói mùa đông á kêu nó nở, không có đâu, không làm được. Cho nên hãy thực tế sống, biết rằng mình sẽ chết và mình không thể tránh được cái chết, thì hãy chuẩn bị làm sao thứ nhất sống được an vui, thứ nhì chết cũng được lành lẽ, không có bị đau khổ, thứ ba sau khi chết đi tới cái chỗ an lạc. Đấy, ba cái điều mà chúng ta chuẩn bị cho chúng ta, vì không ai chuẩn bị cho ta được hết. Chẳng ai đi theo mình được hết. Khi mình chết chẳng ai đi theo mình được hết. Cho nên lúc sống chúng ta cố gắng
hành xử là một con người, tức là con người có suy tư, đạo đức, biết trên biết dưới, thương yêu, đùm bọc người này người kia. Dẫu là người ta có khó khăn với mình, người ta có mắng chửi mình đi chăng nữa, mình vẫn phải vui vẻ. Tại sao vậy? Tại vì không có cái gì khổ cho bằng là bị nhốt trong cái ngục tù trí tuệ, cái ngục tù của thương ghét buồn nhớ. Chúng ta học suốt mấy ngày nay rồi, nào nhớ ai ra ngẩn vào ngơ cũng là một cái ngục tù, nhớ ai ai nhớ bây giờ nhớ ai cũng là một cái ngục tù. Tất cả những bài học đó là để dẫn tới ngày hôm nay cho quý vị thấy đó là những cái ngục tù. Lấy tựa đề vậy thôi, nhưng mà trong đó là giải thích nhiều vấn đề để cho quý vị tùy căn cơ mỗi người ngộ ra cái gì thì ngộ. Thế thì kính thưa chư vị, quá khứ đã qua, chúng ta phải giã biệt nó. Còn nếu không á, chúng ta cứ mang cái ngục tù quá khứ đó mà chúng ta chui vào ngoài, chúng ta tự hành xác mình. Quá khứ nó qua rồi, không sửa được. Hồi lúc quý vị còn 18 tuổi, quý vị lỡ yêu cái ông nào đó hay lỡ yêu cái bà nào đó rồi, lỡ lấy nhau thành vợ thành chồng rồi, rồi bây giờ nói bỏ người ta đâu có được, mà nó sửa làm sao, nó xong rồi. Cho nên nó đừng tự cầm tù mình vào trong những cái ngục tù quá khứ. Quá khứ đã qua, quăng nó đi, hãy sống với hiện tại. Thở ra, biết thở ra, thở vào, biết thở vào. Quý vị hàng ngày á vẫn thở nhưng mà quý vị không biết, cho nên á quý vị cứ bị đau khổ. Tại sao vậy? Tại vì mắt thấy thì chạy theo cảnh, tai nghe thì chạy theo cảnh, mắt thấy thì sanh tâm ưa thích hay là buồn, buồn vui thì chúng ta đã học các bài học rồi, buồn vui rồi cũng qua nhanh đấy, phải không quý vị? Tức là gì? Là vô thường, nó là vô thường và nó là duyên sinh, nó không có thật. Mà nếu chúng ta chấp nó là thật thì đó là lỗi tự chúng ta, chứ đâu phải tự các cái pháp nào đâu. Pháp nó tự nhiên, không cần can thiệp. Nước mưa thì khi nào mà trời nắng quá thì nó nóng, rồi nước nó bốc hơi từ ở ngoài biển nó bay vào trong đất liền, rồi ở trên cao nó gặp lạnh nó đổ xuống thành mưa, thì hết nắng rồi mưa, hết mưa rồi nắng. Chúng ta là những người có học, chúng ta đều biết quy luật của nó như vậy, đâu có thể nào mà thay đổi quy luật đó được, đâu có thể mà nào cản rằng là nước đừng bốc hơi, đâu có thể cản rằng là đừng có mưa. Nhưng mà gieo nhân nào thì gặt quả đó, quy luật đó là quy luật vũ trụ. Đức Phật chỉ có nói lại thôi, chứ Đức Phật cũng không có chế ra cái quy luật đó. Bất kể anh là Hồi giáo, Thiên Chúa giáo, Phật giáo, anh là tư bản, anh là cộng sản, anh có tin hay anh không tin vào cái luật nhân quả thì nó vẫn vận hành, tại vì nó là quy luật tự nhiên. Tự nhiên gieo hạt giống nào gặt hạt gặt cái trái đó, nó là quy luật tự nhiên, nó không có thay đổi. Làm ác gặp ác, làm thiện gặp thiện, đó là quy luật tự nhiên, quy luật của vũ trụ. Bất kể anh là Hồi giáo, Thiên Chúa giáo, anh có tin hay anh không tin, nó vẫn vận hành như thế, nó không có cái gì thay đổi hết. Nào thế thì kính thưa chư vị, chúng ta biết trước là chúng ta sẽ chết. Có ai nói mình sống mãi không? Bắt đầu sợ phải không quý vị? Tại vì chết ta sẽ mất cha, mất chồng, mất vợ, mất nhà, mất xe, những cái thứ mà chúng ta hàng ngày thông qua sáu căn trở nên ái nhiễm. Chúng ta hàng ngày chúng ta ưa thích xe, ưa thích nhà, ưa thích chồng, ưa thích con, ưa thích bạn, là ái nhiễm rồi đấy. Rồi nay biết rằng là mình sẽ chết, buồn kinh khủng phải không quý vị? Buồn dễ sợ lắm. Sư nói là buồn vui rồi cũng qua nhanh, chứ sao mà qua được? Nó sắp chết mình sao nó qua được? Buồn rã rời, buồn kinh khủng lắm. Tại vì mình sẽ mất đi hết tất cả những cái gì mình đang có. Đấy, cái quan trọng là mất đi tất cả những gì mình đang có. Tức là cái gì? Là sợ. Cái tâm sợ đó nó phát sinh ra tại vì mình chấp rằng các pháp đều có,
ngã là có thật nè, cái thân tướng của ta là có thật nè, không? Trí tuệ của ta có thật nè, kiến thức của ta có thật nè, con ta có thật nè, vợ ta có thật nè, chồng ta có thật nè, nhà ta có thật nè, quyền uy của ta có thật nè, địa vị của ta có thật nè. Cho nên khi mà nghe nó chết thì sợ lắm, sao nó mất hết trơn à, tự nhiên tay trắng không còn một cái gì hết, đâm ra hoảng hốt sợ. Thế thì bây giờ đó là người tu, chúng ta hãy tự hỏi có sợ chết không, có sợ mất không? Tại vì các pháp do duyên sinh, ngã là như huyễn, do tứ đại ngũ uẩn kết tụ lại mà thành, có thực đâu. Đất nước gió lửa ở trong đấy, rồi quán chiếu kỹ thấy máu mủ nước tiểu phân, nó chưa đi toilet thì nó chưa thấy có mùi, tướng thì xinh đẹp lắm nhưng mà trong bụng thì toàn phân với nước tiểu, không có gì lạ đâu, có gì đẹp đâu, phải không quý vị? Xin nói xin lỗi nha, đừng có nhận sư cũng thế rồi chứ sư cũng chẳng hơn gì quý vị đâu. Sư cũng là bề ngoài thì cái đầu trọc, nhưng bề trong thì cũng phân nước tiểu không, máu mủ không, có cái gì đẹp đâu, không có gì đẹp. Sư nói chung á, chứ không phải là nói chỉ trích gì ai đâu, xin đừng có buồn nha quý vị, thông cảm chưa? Chúng ta học, chúng ta phải mổ xẻ để chúng ta sống cho được an lạc. Khi mình biết rằng, biết một điều này là điều chắc chắn chứ không có nào mà cãi được hết đó, vì đó là quy luật. Khi mình biết rằng khi chết là mình chẳng còn gì cả, mất hết, thân cũng mất, cha, chồng, vợ, con, tài sản, tình yêu, tình ghét, hận thù đều mất hết. Thế thì tại sao chúng ta cứ cõng những cái thứ rác rưới đó, giống như gara đồ cũ thì đem nhục vào trong gara? Tại sao chúng ta cứ cõng những cái thứ rác rưới đó, cái thứ không có giá trị ở trên cái tâm, trong cái tâm của chúng ta mãi mãi mà không buông nổi? Tại sao vậy? Tại sao mình cứ đem đồ không xài á, mình dục trong gara, còn cái xe là cái quý, cái chân tâm á, thì lại đem ra ngoài đường? Lạ vậy, để lâu nó hư hết chứ phải không? Nhưng mà cứ đem nhét những cái đồ rác á vào trong gara, lâu ngày nó đầy hết trơn, rồi lại đem dục bỏ. Chúng ta biết rằng đời là vô thường, thân là giả, sống tạm thôi. Vậy mà tranh hơn tranh thua, rồi hờn ghét giận thương, tất cả chỉ làm khổ mình à. Tại vì những thứ ấy là rác, khi chết mình chẳng mang theo được gì cả. Mình không mang theo được chồng, con, vợ, con, nhà, cửa, tài sản, không mang theo được. Nhưng mà chết thì mình đắm đuối, sống thì mình đắm đuối nữa nó, mình không có buông nổi. Buông ở đây là sao? Là sự chấp thủ, chứ không phải buông là vứt đi. Bây giờ có nhà vứt đi hả? Đâu có ngu dữ vậy phải không quý vị? Tức là ta vẫn sống trong cái nhà, ta vẫn dọn dẹp sạch sẽ, nhưng mà ta không đắm đuối nữa cái nhà, nói rằng cái nhà này là của tôi. Lỡ một viên ngói nó rụng xuống thì đâm ra đau khổ. Vợ thì cũng vậy, chia sẻ hạnh phúc, rồi là chia sẻ trách nhiệm. Nhưng mà không phải là vợ của tôi, tại vì khi mình chết chui vào hòm nó đâu có chui theo mình đâu, cho nên không có gì của tôi hết. Đừng có chấp thủ. Mà nếu mình không chấp thủ thì mình đối xử đầy đủ tình cảm, trong mọi tình huống mình đều có trí tuệ. Ở đây không có chấp thủ nó mới sinh ra trí tuệ, cái đó mới là quan trọng. Tức là mình đối đãi với đối nhân xử thế là bằng trí tuệ chứ không bằng cảm xúc. Sợ chết là cảm xúc, và biết rằng chết không mang theo được gì, hành xử một cách cao thượng, đó là trí tuệ. Rất đơn giản phải không quý vị? Cho nên cái chết nó sẽ đến và mình sẽ không thể nào tránh được nó. Mà nếu không tránh được nó thì sao? Sợ anh chứ, sợ cũng chết. Có ai sợ chết mà không chết không? Sợ cũng chết. Mong chết sớm cũng không chết được. Giống như sư là nhiều lúc á, sư nói sống hoài vô ích, nói 5 điều 4 chuyện có ai thèm nghe đâu, thôi chết đi cho rồi. Mà nó không chịu chết.
mấy mấy rồi mà nó cứ ngáp ngáp, và lâu lâu nó cho té một cái chân nó khó chịu, rồi lâu lâu nó ho, nó bệnh, nó nhức đầu. Thời tiết nó thay đổi, đang từ nóng sang lạnh, lạnh sang nóng, thì nó cơ thể nó phản ứng vậy thôi. Tâm mình hoan hỷ nhưng mà cái thân nó đâu có chịu ý mình, tại vì thân nó do tứ tứ đại. Hiểu được như vậy cho nên không chấp thủ, biết rằng các pháp tự tánh của nó là không, tự tánh của nó là không, nó do duyên mà sanh. Cho nên mùa đông thì nó lạnh, mùa xuân thì nó ấm áp, và mùa hè thì nó nóng. Bây giờ mình cũng muốn làm cho mùa đông á nó nóng cũng không được nữa. Nếu mà mình cố ý mình la làng lên, mình nói mọi người tôi muốn làm cho mùa đông phải nóng, tức là mình đã cải lại quy luật của thiên nhiên, của vũ trụ. Có nghĩa là sao? Một là mình ở trong bệnh viện tâm thần mới ra, hai là người từ cõi trên xuống, có thế thôi. Chứ còn người bình thường đâu có ai dám làm cái chuyện đó, dám nói chuyện đó, phải không quý vị? Cho nên sống trong thực tế thì biết trước mình sẽ chết, mà khi biết trước mình sẽ chết thì chẳng có gì phải sợ. Cố gắng thở vào thở ra, dùng trí tuệ làm cho con người mình trở thành cao thượng, biết yêu thương, biết đùm bọc mọi người, biết tha thứ, và sống thực tế, đừng có sống trong giấc mơ. Thức mà cứ tưởng như là mình đang ngủ mơ, mơ chuyện này mơ chuyện kia, có người thì mơ trúng số, có người gọi điện thoại sang hỏi sư, sư ơi cho con cái số đề, hỏi rồi, sư ơi cho con cái số đề, con đi mua số, con biết là sư cho thì nó trúng. Sư nói nếu mà sư biết là chắc sư đi mua rồi nhé, sư cần gì sư nói phải không? Mà nó không tin, nó nói sư giấu với con, sư cho con cái số. Nó nói chuyện nửa tiếng đồng hồ điện thoại, mà điện thoại đường xa thì quý vị biết tốn bao nhiêu tiền. Nhiều khi nó tiết kiệm cái tiền đó, nó còn mua được cái bánh nó ăn, nó thực tế hơn. Lúc này nó gọi qua, sư cho con số đề, thấy không? Tức là con người viễn vọng, mong muốn một cái gì đấy mà không thực tế. Mà nếu mong muốn cái gì đấy thì nó khổ thôi. Tại vì Tứ Diệu Đế Phật có nói, cầu bất đắc khổ, mong mà không được thì khổ. Mong mà không được thì khổ, dứt khoát. Thương mà phải chia lìa thì khổ. Ghét mà gặp nhau hoài cũng khổ. Thế thì tất cả cái chết đó, nó là đương nhiên. Chúng ta thích không thích nó cũng vẫn xảy ra. Chúng ta ghét ưa nó vẫn xảy ra, quy luật của nó. Thì có gì đâu mình phải sợ. Chết là cái đương nhiên, ai là cũng chết. Sư không biết là từ đây tới cuối năm còn sống không. Đấy. Nằm sáu chỗ nó nghe nói sư mệt mỏi rồi, giờ nó lại thỉnh sư tới để mà tổ chức khóa tu, tại vì có thể đó là khóa chót. Ở Mỹ 3-4 chỗ cũng thỉnh, Âu Châu 2 chỗ cũng thỉnh, rồi Thái Lan 2-3 chỗ cũng thỉnh. Nói thôi bóc lột ông sư một chút, ông rất là hoan hỷ, tại vì ông cũng không còn sống được bao nhiêu lâu, thì biết đâu cùng tu với nhau. Sư không bao giờ nghĩ là mình tới đó rồi mình sẽ chỉ dạy người ta điều gì hết đâu. Có cái gì đâu chỉ dạy, Phật dạy mình còn không hiểu hết mà, phải không quý vị? Mình chỉ thực hành thôi. Cho nên sư tới đó cùng với quý vị cùng tu. Đấy. Đấy, cho nên giờ từ đây tới cuối năm 3-4 chỗ, 5-6 chỗ gì đó nó thỉnh mời tùm lum hết, nó mong mỏi tu. Và cái quan niệm của sư á, sư nói thôi chết rồi cũng đâu có mang theo được ba cái lẫn cảnh á, ba cái điều hiểu biết của mình, thì thôi mình chia sẻ với mọi người cùng tu. Đấy. Thế đó, chẳng có gì gọi là quý giá hết. Cùng tu với nhau, ngày nào hay ngày đó, tạo duyên. Nếu kiếp này chúng ta không giải thoát thì kiếp sau cũng còn nhân duyên gặp lại Phật Pháp. Và nếu còn nhân duyên tốt nữa thì chúng ta còn gặp nhau nữa, rồi cùng tu nữa.
kiếp này lỡ có vợ có chồng có tài sản nhiều, kiếp sau thôi buông đi, làm mấy ông sư bắt chước sư vậy đó, buông hết thì may ra mới có giải thoát, nếu còn dính mắc làm sao được. Sư không có chùa và cũng không có đệ tử nữa, đó, toàn là Phật tử thì là đệ tử của Phật thôi, chứ còn chưa có người nào mà nó đi theo, nó nói con thích sư, con đi theo sư, con tu học, chưa có. Mấy ông sư khác thì ông thích có đệ tử, nó đi theo nó xách cặp, sư thì không có, không có ai hết, một thân mình, và như vậy rất là an lạc, tại vì mình biết mình không quấy rầy ai, và khi chết mình cũng đi mình, chẳng có sợ chết. Chết là lẽ đương nhiên, ai cũng phải chết đó. Nhưng mà nếu mình đó, cứ sợ mình mất, còn xây dựng những cái ảo ảnh, tức là mình đem rác vào trong tâm, thì khi chết đó, mình sẽ bị rối rắm, mình chẳng biết nó cái gì còn, cái gì mất, cái gì đáng, cái gì không. Thân còn không mà chết nó cũng thối, dục thùng rác mà, dục dưới mộ đem đi thiêu, rồi có người thiêu xong rồi dục dưới biển, nó đâu còn gì đâu. Rồi có người không đem chôn mà cũng không đem thiêu, hiến xác cho mấy cái bệnh viện đó, người ta mổ xẻ thì nó cũng tan nát hết, nó chẳng còn gì. Thế nhưng mà khi sống thì quý lắm, ai nói tới ai động tới mình là mình nổi sanh liền, quý vị thấy không? Tức là mình chấp có chứ gì, cái gì không mà mình chấp có, tức là sao? Là mình có trí tuệ tuyệt vời phải không quý vị? Quá thông minh. Cái không có mà mình cứ chấp rằng nó là có thì mình có trí tuệ tuyệt vời hơn hơn người đời rồi. Người ta nói tất cả đều không mà bây giờ mình lại nói cái gì cũng có hết, là mình trên người ta, tức là mình người cõi trên đó quý vị ha. Chúng ta đều như vậy hết. Sư nhiều lúc ngồi thiền sư cũng mơ mơ màng màng đó, ủa mình còn sống à, mà thực sự mình còn sống, tưởng mình chết rồi, tức là sống trong tưởng tượng. Đấy, thế thì trong cuộc sống mà chúng ta biết cái chết chắc chắn nó sẽ đến, mà nó đến thì nó hãi hùng lắm, tiêu diệt hết tất cả, dẫu là quyền danh chức, từ ông Phật cũng chết, thủ tướng cũng chết, tổng thống cũng chết, chưa thấy người nào mà không chết, mà thấy các người chết rồi cũng không có mang theo được cái gì. Có một ông vua bên Hy Lạp đã nổi tiếng chiến thắng tất cả mọi các nước, ông nổi là nổi tiếng là vị kêu bằng đại đế, tức là vua của các vua, rất giỏi. Nhưng mà khi chết á, ông nói quan tất cả quan á, đem quan tài của ông khoét hai cái lỗ hai bên hông á, để hai cái tay ông thò ra. Các vị quan mới hỏi tại sao lại làm vậy muôn tâu bệ hạ, ông nói để cho dân gian nó biết ta là chiến thắng này, tất cả mọi đất nước đó, mở rộng bờ cõi đó, đi đến đâu thắng đến đó. Nhưng cuối cùng khi chết á, thì hai bàn tay của ta nó cũng là trắng bạch, nó không có cái gì, không nắm được cái gì hết, nó buông xuôi hết, phải để như vậy cho người đời xem. Ông vua đại đế vẫn chơi vậy đó, khoét hai cái lỗ ở bên hông của quan tài, thò hai tay ra để cho người ta người đời thấy, làm cái gì thì làm, danh phận như ổng, quyền chức như ổng, không công trạng như ổng, nhưng rốt cuộc hai bàn tay không, chỉ còn nghiệp thiện nghiệp ác đi theo mình. Mà cái nghiệp á thì nó đâu có sợ ổng đâu, đâu có phải nói ông là đại đế tôi phải sợ ông, không có, nó hành xử kiểu của nó. Cũng như ông thần chết, ông lại ông bảo thì phải đi theo ổng thôi, ông đâu có nể, nói nể tình nữa, ta nương tình ông là tổng, mà ông là đại đế rồi, tôi tha ông hay là tôi để ông chậm trễ, không có, gõ cái bon cái là dẫn đi thôi, bất kể ông đó là cái thứ gì. Đấy quý vị thấy không? Thế thì trong cuộc đời chúng ta phải có cái
nhận thức rõ ràng. Nhận thức thứ nhất, chết là đương nhiên. Thứ nhì, chết không biết lúc nào, thở ra mà không thở vào là chết. Cho nên á, phải chuẩn bị cái tâm tư của chúng ta sống một cách cao thượng, thương yêu, tha thứ, đùm bọc, đừng có hận thù. Tại vì càng hận thù, càng ganh ghét thì chúng ta đã tự nhốt chúng ta trong cái địa ngục thương ghét đó. Tha thứ, xả bỏ đi, ai cũng có lỗi lầm, thì tự chúng ta được giải thoát ngay trong cái lúc chúng ta sống. Và nếu chúng ta yêu thương thì chúng ta đã xây một cái niết bàn ngay trong đời sống hàng ngày, ngay trong gia đình, ngay trong tâm chúng ta, ngay trong những người bạn bè chúng ta. Chín người là ngữ Việt Nam có câu á, chín bỏ là mười á, bỏ hết đi, đừng có chấp rằng cái này của ta, cái kia của ta, có thật không? Nhắm mắt rồi chẳng mang theo được gì cả, nhưng vẫn chấp đấy. Hey, đó là cái khổ. Thế thì biết trước rằng mình sẽ chết cho nên không sợ, không sợ chết. Thế quý vị có sợ gì không? Đừng nói là quý vị không sợ nha, sợ chết lắm. Sư cũng sợ chết, đôi khi cũng sợ chết vậy. Nói lỡ chết rồi cái laptop này không biết giao cho ai. Cũng như là những điều mình biết, những điều mình tu tập, những điều mình cảm nhận, nói giờ đi tìm người đệ tử giao, nhưng mà nghĩ lại sao mình ngu vậy, có đứa nào nó chịu nghe đâu mà giao. Ba cái thứ này toàn là rác không, như đối với nó là rác, có ích lợi gì đâu. Cho nên đều là sống trong ảo tưởng, sống trong ảo tưởng, đâu có sống thật đâu. Sống thật là nhận chân bản chất nó như vậy, vũ trụ nó quay như vậy, nước nó chảy xuống nhưng nó không chảy lên. Hiểu được như vậy để sống chi, để cho an lạc, không đòi hỏi là nó phải theo ý mình, không đòi hỏi nó phải theo ý mình, và cứ như vậy huân tập. Và muốn cho có hạnh phúc thì trước hết mình phải có hạnh phúc, phải không quý vị? Muốn mọi người có hạnh phúc thì trước hết mình phải có hạnh phúc. Muốn mọi người an lạc thì cái tâm của mình phải an lạc. Tâm của mình mà lăng xăng thì quý vị á, có đọc mấy câu thơ mà sư để lên rồi đó. Ngài Như Nguyễn Thiền Sư, tức là Hòa Thượng Từ Thông á, Ngài có nói trơn á, còn không có vọng đâu mà nó sanh. Trơn còn chẳng có thì vọng ở đâu mà sinh. Tức là sống tự nhiên đi, đừng có cầu kỳ là phải trơn phải vọng, phải tu kiểu này, phải thành kiểu kia. Tại vì cái đó đều là mộng tưởng, nó đều là tưởng do sắc thọ tưởng hành thức mà ra thôi, và nó dẫn chúng sinh đi sanh tử luân hồi. Ít lợi gì đâu, nó không ít lợi gì hết. Bởi thế cho nên á, khi chúng ta sống, chúng ta cố gắng làm sao là một con người thôi, đừng có nói là cái bậc gì hết, là con người. Có nghĩa là biết trên biết dưới, biết ơn biết nghĩa, biết cha biết mẹ. Nếu có cha mẹ thì mình giữ cái đạo làm con. Đời nó như tính tuồng trên sân khấu á quý vị. Ví dụ như là mình có cha có mẹ, mà cha mẹ đau thì sao? Thì chúng ta cũng phải cơm nước, thuốc men. Vì có cha mẹ chúng ta mới có cái thân này. Nếu chúng ta không quý cái thân, chúng ta không biết ơn cha mẹ, thì chúng ta không đạt được cái lời Phật dạy, tức là bốn điều, bốn trọng ân chúng ta phải nhớ. Ơn cha mẹ mới có hình hài, có hình hài là mới tu chứ. À, cho nên á, chúng ta phải nhớ ơn cha mẹ. Nhớ ơn cha mẹ thì mình là con, mình đóng cho đúng cái vai trò đó. Thế thôi, đơn giản. Sống hiện tiền, sống đúng lúc, đúng thời.
tâm không bị trói buộc bởi những cái vật chất bên ngoài, cái hoàn cảnh bên ngoài. Tại vì tất cả những cái đó chỉ là ngục tù giam hãm chúng ta thôi. Quá khứ nó cũng giam hãm chúng ta, buồn thương giận ghét nó cũng giam hãm chúng ta, nhà cửa cũng giam hãm chúng ta, chùa chiền cũng giam hãm chúng ta, kể cả cái áo cũng giam hãm chúng ta, kiểu này kiểu kia. Tức là tự mình giam hãm cái kiến chấp, chấp rằng cái này mới là đúng, nó chấp cái kia là sai. Bây giờ đó quý vị thấy sư nè, đầu trọc phải không, rồi á mặc cái áo vàng vàng này phải không, đắp cái y này phải không, quý vị như vậy gọi là sư. Thế thì mấy ông ở bên Đại Hàn á, người ta mặc áo lam, quý vị gọi là sư không? Rồi bên Nhật á, người ta để tóc rồi áo đen, rồi quý vị gọi là sư không? Không, tất cả hình tướng khác nhau. Sư không sư á, thì Đức Phật có dạy ở trong kinh Nikaya, Đức Thế Tôn dạy rất rõ. Chỉ những người nào lìa bỏ được tham sân si, thân khẩu ý đều thanh tịnh, ta gọi kẻ ấy là Bà La Môn, tức gọi là sư. Sư là những kẻ được thanh tịnh, không còn dính mắc tới vật chất của cải tiền bạc, danh quyền, đều buông bỏ hết. Trong giới luật á, Phật cấm chư tăng không được xây chùa, Phật cấm chư tăng không được nắm chức quyền, không được thân cận chức quyền, Phật cấm chư tăng không được làm chính trị, là có lý do của nó, tại còn bám mắc. Ba y một bát, thế thôi, không giữ tiền, không giữ vàng, không giữ của cải, không giữ chức tước, không giữ chùa. Nhưng mà Phật cho phép nếu Phật tử mà nó xây chùa, xây tịnh xá, nó thỉnh tới thì tới, tới giảng rồi tới tu, hướng dẫn nó tu, nhưng mà cũng không ở một chỗ. Hồi xưa đó, Ngài Cấp Cô Độc cất cái kỳ viên tịnh xá cho Đức Phật và chư tăng ở, nhưng mà Phật có ở đó đâu, Phật chỉ ở mấy mùa mưa thôi, an cư thôi, còn nhiêu ngày cũng đi khất thực khắp mọi nơi. Ngài ba y một bát, và Ngài là Phật, và Ngài làm như vậy. Nên chúng ta làm được không? Nếu chúng ta nói chúng ta là con Phật, quý vị cư sĩ nè, cái gì cũng chất chứa nhiều, nhiều lúc á, sư thấy tội nghiệp thương mà sư đâu dám nói ra nó giận. Có cái này là muốn cái khác, có một chiếc xe muốn chiếc xe nữa, có một cái laptop muốn cái laptop thứ nhì. Rồi mấy ông có vợ muốn có bồ nhí, tức là toàn là đau khổ mà thôi, tự mình chuốc ra đau khổ. Nhưng mà không công nhận điều đó đâu, không bao giờ chấp nhận rằng những điều đó là khổ, nó là hạnh phúc. Mà quên rằng ông thần chết ông đến thì sao? Thần chết là người bạn thân, là người yêu nhất cuộc đời của chúng ta, kể cả sư nữa cũng lọt ra. Ông thần chết mà ông lại ông vỗ vai là sư đi ngay. Sư đâu có nhận nói với ông là khoan khoan, còn có một điều tôi chưa nói được với cái cô Nghiêm Lê, cổ chưa thông, tôi phải nói rồi hắn cho tôi đi. Ông thần chết ông nói thôi quên đi, để kiếp khác đi, kiếp này bỏ đi, đi theo lập tức, đâu có cãi được, phải đi theo ông thôi. Ông dắt tay là đi ngay, không từ giả, mà cũng không biết rằng mình sẽ đi đâu. Thần chết đến mình không biết mình đi đâu. Ở trong ngày Quy Sơn á, Quy Sơn cảnh sách á, có nói tu không đàng hoàng thì giống như ông bụt bằng đất sét đi qua sông, nó rã hết à, nó không có cái chi gì, nó dính cái gì hết đấy quý vị, nó khổ vậy đó. Đấy, bởi vậy cho nên á, một ông đại đế đó, hồi nãy sư nói rồi đó, vua đi chinh phạt hết nước này tới nước kia, thắng làm cho nước này nước kia đều phải đầu hàng hết. Đại đế mà, vua của các ông vua ở bên ông châu á, sư không nói tên đâu. Tại sao? Tại vì nói ra quý vị không có chịu nghiên cứu, nói vậy thôi để quý vị tò mò, quý vị đi quý vị nghiên cứu. Khi ông chết á,
trước khi ông chết, ông bệnh, ông bảo các vị quan với làm cái quan tài đục hai cái lỗ ở hai bên hông. Hỏi chi vậy? Trước khi ông chết liệm vào thì phải để hai bàn tay ra để cho mọi người thấy chiến công như ổng, lừng lẫy như ổng, của cải như ổng, tài sản như ổng, cái gì cũng có, nhưng mà khi chết thì cũng hai bàn tay không. Đấy, ổng cái nguyện vậy mà người ta cũng làm như vậy đó, mà là để hai cái bàn tay không lòi ra, để cho thấy rằng thiện ác, nghiệp thiện nghiệp ác đều đi theo chúng ta, chúng ta chẳng mang theo được cái gì cả đâu, hai bàn tay không. Cho nên đừng nói rằng cái thân này là của ta, nhà của ta, chùa của ta, con của ta, chồng của ta, xe của ta. Ai đụng tới thì nổi nóng, ai đụng tới cái ngã của mình thì mình nổi sân. Mà hễ sân thì sao quý vị? Nó đưa vào trong ký ức, tức là nó giết bớt não, trở thành ra bớt thông minh. Rồi á, là nó đưa vào trong cái nghiệp. Sân là một cái nghiệp rất là lớn. Và người nào thường thường sân thì trong kinh sách nó có chép đó, rất nhiều trường hợp người nổi sân thì sau này trở thành xấu xí, trở thành con rắn, đầu thai làm con rắn. Ở đây có nhiều vị đẹp lắm, sư biết mà, thanh niên cũng như thanh nữ, thanh niên thì thông minh đẹp lắm, nhưng mà ưa sân, mà hết sân thì cẩn thận nha quý vị, kiếp sau làm con rắn á, tội nghiệp lắm. Thế thì bây giờ làm sao? Chúng ta đã biết rằng là cái chết là không tránh khỏi, cho nên chúng ta có sợ không? Sợ thì nó cũng chết, phải không quý vị? Mà chết thì chẳng mang theo được cái gì cả, chỉ mang theo cái nghiệp mà thôi. Cho nên trong cuộc đời tu, chúng ta đừng có tạo nên nghiệp ác nữa, đừng tạo nên nghiệp ác nữa. Vừa thôi, một ngày ăn có 2-3 chén cơm, đừng cố gắng tích trữ của cải, là lường gạt người này người kia, rồi đè đầu người này người kia bằng cách này cách kia, nghĩ rằng mình tạo phước đức à? Không có đâu. Quý vị nghĩ rằng là quý vị đem của cải, nghe lời sư đem của cải, đem bố thí người này người kia là quý vị có phước à? Không có, chẳng ăn thua gì hết à. Giống như là phấn thoa trên mặt. Trong kinh Phật dạy rất rõ, bố thí cho một người nghèo hèn giống như là phấn thoa trên mặt. Mà phấn pha trên mặt đẹp chút xíu thôi, làm cho cái tâm mình hoan hỷ thôi, kiếp sau mình cũng có người cho ăn thôi, chứ nó chẳng có giải thoát gì được hết đó. Tại vì mình còn kiến chấp, có người có ta, có nhân có ngã, có chúng sanh có thọ giả, thì mình còn kẹt. Cho nên bố thí là bố thí nơi mắt, nơi tai, nơi mũi. Những cái gì mắt thấy thì buông, tai nghe thì buông, như vậy mới gọi là bố thí. Bố thí cho nó thanh tịnh, mà thanh tịnh thì nó mới có công đức. Và muốn làm như vậy đó, trong cuộc sống hàng ngày chúng ta phải biết đủ, để chúng ta đừng có tham đắm vào trong vật chất, bồi dưỡng cái xác thân, bồi dưỡng nhà cửa, tạo thêm nghiệp nữa. Và muốn cho chúng ta tu học cho nó đủ thì Đức Thế Tôn có dạy tứ như ý túc. Tứ như ý túc, bốn cái đủ. Thứ nhất, dục như ý túc, tức là mong muốn. Chúng ta phải có cái tâm mong muốn, mong muốn thực hiện trở thành con người tốt, trở thành nó con người thiện, sống một cách cao thượng, tha thứ mọi người, buông xả, không sống trong quá khứ, không làm cái, không xây một cái quá khứ là cái ngục tù để rồi chui vào đó. Và cũng đừng mơ tưởng một cái tương lai, tại vì tương lai thì nó không có đúng như những cái điều mà chúng ta ước định. Hồi quý vị chưa lấy vợ, lấy chồng á, quý vị nghĩ về tương lai đẹp lắm phải không? Rồi bây giờ đó, có nhiều vị nói với sư nói, sư ơi bây giờ con thấy cuộc đời con nó tan nát rồi. Ủa sao lạ vậy? Tự mình làm mình tan nát chứ ai làm? Tự ta làm ta thanh tịnh, tự ta làm ta ô nhiễm. Phật dạy vậy mà, tự mình làm mình ô nhiễm, chứ có ai làm mình ô nhiễm đâu. Thế thì tự mình làm mình ô nhiễm thì cũng tự mình làm cho mình thanh tịnh. Tức là nếu dơ quá thì sao? Đi tắm rửa đi. Tắm rửa tức là phải tu, tu thân và tu tâm.
thân thì đừng có tham muốn nhiều nữa, vừa thôi, nó đủ rồi. Dục như ý túc, tức là mong muốn có một cái điểm thiện, rồi mong muốn để đạt tới cái điểm đó, phải có cái nhiệt tâm á, nhiệt tâm mong muốn mới được. Cái gì là tinh tấn như ý túc, tức là phải kiên trì. Khi mình đã mong muốn làm điều thiện thì mình phải kiên trì làm điều thiện. Khi mình mong muốn được giải thoát thì mình phải kiên trì xả bỏ. Ai nói cái gì mình cũng giận, mà giận hoài à, tức là sao? Nhốt mình vào trong cái ngục tù sân hận. Người ta có bị nhốt đâu, mình chứ chính mình bị nhốt vào trong cái ngục tù đó. Có phải tội nghiệp không quý vị? Cái thứ ba là nhất tâm như ý túc. Nhất tâm như ý túc tức là mình không có lăng xăng, làm việc gì thì làm, biết rằng chết sẽ không mang theo cái gì cả, cho nên quyết tâm tu thì quyết tâm tu. Đừng có nói nay á, con nghe lời sư con tu, mà mai á, chồng con nó bảo là phải cất thêm cái nhà nữa, là con đi làm kiếm tiền để có làm cái nhà. Tức là mình cứ lăng xăng hoài. Giống như sư đã nói một lần đó, với quý vị một cái thí dụ, giống như người đào giếng á, quý vị đào phải đào thật sâu, miên mật, kiên trì đào hoài thì nó sẽ có tới chỗ có nước. Còn quý vị đào mới có một thước, thấy nó có nước bỏ, rồi đi đào cái lỗ khác một nước. Và quý vị suốt cuộc đời cứ chỉ đi đào hết lỗ này tới lỗ kia, hết việc này tới việc kia làm hoài, rồi hỏi lại á, tới giống như ngài Quy Sơn nói, tu kiểu đó thì sao? Như là ông bụt bằng đất sét đi qua sông, nó rã hết, chẳng có ích lợi hết, chẳng tạo được công đức gì hết. Tâm thì lăng xăng, mắt thì lăng xăng, mũi lăng xăng, tai lăng xăng, tất cả chứa chấp vào trong cái tâm của chúng ta toàn là những rác, toàn là những rác không. Để làm chi? Để khi chúng ta sắp chết, chúng ta chở mấy cái rác đi theo, nghiệp lành nghiệp dữ. Bởi thế cho nên ngài Như Nguyễn Thiền Sư, tức là hòa thượng Từ Thông, ngài nói trên còn chẳng có thì vọng ở đâu mà nó sanh. Tức là ngài sống tự nhiên, thuận theo lẽ thường của tự nhiên. Đói thì ăn, khát thì uống, nhưng mà biết á, biết ăn, biết khát, chứ không có mà giống như là mình thường thường mình sống là mình không có biết, còn ngài biết rất rõ. Biết tôi khát, tay cầm ly nước, biết tay đang cầm ly nước. Đấy, nó phát triển cái biết, cho nên trí tuệ nó phát sinh. Chơn còn không có, tại vì chơn nó là từ nơi cái bản chất của mình đặt tên nó là chơn thôi. Mà hễ có chơn thì có vọng, hai cái đối đãi, hễ có vọng thì có chơn, chứ còn bản chất nó là tứ đại ngũ uẩn, nó có cái gì đâu chơn, cái gì đâu vọng. Đói thì ăn, khát thì uống, đừng có say mê nơi nó, khởi tâm vọng thì nó mới nói tới chơn. Còn nếu không có vọng, không có chơn chỗ nào so sánh. Ngài Huyền Giác thì ở trong Chính Đạo Ca, ngài cũng nói như thế này: chẳng cầu vọng mà chẳng trừ vọng, mà chẳng cầu chơn. Ngài không có mong cái chơn, mà ngài cũng không có cố gắng để trừ cái vọng. Tại vì vọng chơn nó là giả thôi, nó là bong bóng, nó là cầu vồng á. Trên trời á, khi có mưa thấy cầu vồng mà mình tưởng nó có thiệt, nó có đâu. Chúng ta người khoa học chúng ta biết, con mắt nhậm thì thấy nó có đốm trên hư không, mà nhỏ thuốc vào trong con mắt cho nó hết nhậm rồi thì chẳng thấy cái hoa đốm ở đâu. Hoa đốm trong hư không á, là do con mắt nhậm, tức là bệnh nơi mắt. Bệnh gì? Bệnh tham, bệnh sân, bệnh si, nó che con mắt hết rồi, cho nên không thấy rằng cuộc sống là vô thường, không thấy thân là vô ngã, mà cứ chấp rằng có ta đây. Cuộc sống là vĩnh cửu, muốn cái này muốn kia thì tất cả đều tạo nên đau khổ, cho nên đừng có lăng xăng. Và cái thứ tư, Đức Phật nói quán như ý túc, lúc nào cũng là quán chiếu. Mọi việc đều đầy đủ rồi, một cái áo đủ rồi, đừng có thêm cái nữa. Rồi cái thứ cũ đem đi đâu? Cũng như các sư đó, thường thường là chỉ có ba y một bát, thì là ba y thôi. Cái thứ nhì biết làm gì? Chẳng biết làm gì, để trong kho chết mang theo Rồi một cái bình bát đó thì ngày ăn có một bữa, bây giờ không lẽ lấy hai cái bình bát để làm gì? Không biết lợi gì. Như ông đại đế mà chết còn hai tay không, để ra ngoài quan tài,
chinh phục hết nước này nước kia, đem biết bao nhiêu vàng về cung phi mỹ nữ, mà khi chết cũng hai tay không. Rồi như Đức Phật đi hoằng pháp 45 năm, biết bao nhiêu đệ tử chứng là thánh A-la-hán, cuối cùng khi chết cũng chẳng có mang theo cái gì cả, đâu có mang theo ông đệ tử nào. Trong thời lúc Đức Phật lớn tuổi rồi đó, Ngài có hai người đại đệ tử Ngài rất thương, nhưng mà hai người đó là nhập Niết Bàn trước Ngài, đó là Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên. Một Ngài là thông tuệ, trí tuệ tuyệt vời, và một Ngài đó thì là có đại thần thông. Thế thì khi hai vị đó nhập Niết Bàn trước Ngài, nó nhập Niết Bàn đó là nghe danh từ cho nó hoa mỹ một chút mà quý vị, thực sự là chết, hai vị đã chết trước. Thì Đức Phật đó đứng nhìn chư Tăng, Đức Phật nói: Tăng đoàn của ta trống vắng. Tại sao đông như thế mà Đức Thế Tôn lại nói trống vắng? Tại vì những hạt ngọc á, nó mất rồi, nó không có còn nữa. Nó chỉ còn lại linh tinh đủ các thứ thôi. Hai cái cột trụ á, mà nó mất rồi. Tâm tư của Đức Phật mà còn ai hoài như vậy mà. Sự nghiệp tăng đoàn xây dựng rồi giáo hóa rồi đi hoằng pháp cũng nhờ hai vị đó, Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên. Nay hai vị nó đi rồi thì tự nhiên nó có một cái lỗ hổng. Ngài nhận thức ra điều đó. Nhưng mà hỏi Ngài buồn không? Không, Ngài không có buồn. Ngài nhận thức ra. Tức là chúng ta trong đời sống hàng ngày, chúng ta phải nhận thức cái gì đến, cái gì đi. Cái gì đến chúng ta trân quý nó, cái gì đi chúng ta cũng trân quý nó. Tại vì nghiệp có duyên thì gặp, không duyên thì thôi, đừng có buồn phiền. Tại vì nếu chúng ta buồn phiền là chúng ta đã tạo nên nghiệp, nghiệp xấu, nghiệp sân. Và cuối cùng thì nó đi vào trong cái ở lại giác thức, nó nằm đó nó chờ. Khi chúng ta chết, nó dẫn chúng ta đi tái sinh trở lại. Để rồi tiếp tục lại đau khổ, tiếp tục một cái cuộc sống, tiếp tục trầm luân trong sinh tử luân hồi. Thế thì ngày hôm nay, cái đề tài chúng ta là có sợ chết không? Sợ chết ư? Tức là có sợ chết không? Chết là lẽ đương nhiên. Quý vị có sợ, quý vị cũng chết. Sư có sợ, sư cũng chết. Nhiều lúc sư nằm sư cũng sợ chứ. Nó tự nhiên thành chết ổng lại, giúp mình cái. Nó ủa sao mình vô duyên vậy? Ổng là người yêu nhất đời của mình, ổng bảo mình đi ngay, thế thì có gì đâu phải sợ. Cho nên từ đó mình quán, mình quán như vậy thì lập tức mình an vui trở lại. Mà khi mình biết rằng mình chết, mình không mang theo được gì cả, cho nên lúc sống mình đối xử với mọi người trong cái tinh thần là mình chẳng là cái gì cả, mà mình cũng không mang theo được cái gì cả, nên mình rất an vui. Ai đến thì mình cũng vui, mà ai đi mình cũng vui. Ai cho thì mình cũng vui, mà ai không cho mình cũng vui. Ai khen mình cũng vui, mà ai chửi mình cũng vui. Ai đánh mình cũng vui. Sư cũng bị đánh rồi, đánh sau lưng, đánh đủ thứ rồi, đâu phải không đâu. Đánh thực tế chứ không phải là đánh bằng lời nói nữa. Đánh đập này cái nào mà cũng vui thôi, không có gì hết. Hoan hỷ. Cái nghiệp của mình thì mình trả thôi, hoan hỷ. Tại kiếp trước mình cũng có đánh nhau với người ta, kiếp này người ta đánh mình, thế thôi. Bình thường. Mình rất là hoan hỷ. Tức là lúc nào mình cũng quán. Quán thân là như nhớp. Thân là 32 thể trượt. Mà lúc nào cũng phải nhiệt tâm tinh cần tỉnh giác. Tất cả những tham ưu cảm xúc xảy ra ở trên thân đều phải biết rõ, chế ngự nó, cho nên mới được gọi là quán thân trên thân. Ngày hôm nay chúng ta học quán thọ trên thọ. Và dùng cái đề tài suốt trong mấy ngày qua, nào là buồn vui rồi cũng qua nhanh, thấy không? Tức là nói về cái tâm sanh diệt, cái tâm sanh sanh diệt diệt, tính chất vô thường của nó. Rồi nó cũng là rác thôi, nó không có gì hết. Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ, nhớ ai ra nhớ, nhớ bây giờ nhớ ai, tất cả chỉ là rác. Tại vì những cái nhớ thương buồn ghét là rác, nó đem vào trong cái tâm của chúng ta chứa chất, nó không ích lợi gì trong cái con đời sống của chúng ta, không làm cho chúng ta an vui. Quăng nó đi. Để chi? Để cho mình phát triển được trí tuệ. Và muốn như vậy thì mình phải thiền định.
chỉ có cái phương pháp đó thôi. Phật dạy tứ niệm xứ mà. Và quán thọ thì sao? Coi các cảm xúc xảy ra, sanh như thế nào, diệt như thế nào, từ đâu đến, mặt mũi nó ra làm sao. Thở ra, cảm xúc như thế nào, từ đầu tới chân. Thở vào, cảm xúc từ đầu chân lên đầu. Và ngày hôm nay chúng ta học thêm cái dục như ý túc, tinh tấn như ý túc, nhất tâm như ý túc và quán như ý túc. Dục như ý túc tức là phải mong muốn, dục là muốn á, phải mong muốn. Và mình biết cái điểm tới là điểm thiện, cho nên phải mong muốn, phải có cái ý, phải có cái tín tâm là nhân quả, rồi mong muốn nó sẽ xảy ra thì phải thực hành đó. Mong muốn cho đúng chứ đừng mong muốn sai. Mong muốn là thiện nghiệp. Thiện nghiệp là gì? Là sự thanh tịnh của thân khẩu ý thôi. Rồi tinh tấn như ý túc tức là kiên trì. Đừng có làm chút xíu rồi nhảy ra không làm nữa. Tu có một tiếng hồ rồi sau đó nhảy ra chửi bới người khác. Tự mình làm khổ mình, tạo nên cái nghiệp xấu. Kiên trì, kiên trì. Nói con tu hạnh nhẫn thì phải kiên, kiên trì. Giống như sư nè, sư nguyện đi tu cái hạnh nhẫn. Cho nên quý vị để ý, quý vị mắng chửi gì sư cũng cười không à. Cho ăn cũng cười mà không cho ăn cũng cười, không có nói gì hết. Người ta cho ăn ngon cũng cười, cũng vui. Mà người ta cho ăn dở cũng vui. Biết chứ, biết là người ta cho ăn ngon hay người ta cho ăn dở chứ. Biết là người ta quý mình hay không quý chứ. Biết chứ sao không biết, đâu có ngu quá vậy. Nhưng vẫn vui, không có hề trách móc cái gì, không có hề oán hận gì hết. Quý vị có nhớ ở trong kinh Hiền Nhân đó, Đức Phật có dạy cho rõ. Có một vị tỳ kheo á, nhà vua thỉnh mời lại làm cố vấn. Rồi lúc mà nghe lời hoàng hậu á, đối đãi không đàng hoàng á, là ông sư không biết rồi, ông biết là hết duyên rồi, là ông đi. Ông đi rồi đất nước nó loạn, rồi đi kiếm ông quay trở lại nữa. Thế không? Cho nên cái cuộc đời chúng ta sống, chúng ta đâu cần phải người ta nói. Coi cái cách người ta đối xử thôi, biết là tâm tính người ta như thế nào. Ta còn quý mình không, ta còn trọng mình không, hay là ta ghét bỏ mình, hay là người ta coi thường mình. Đâu cần phải người ta nói. Nhìn cái mắt người ta biết rồi, phải không quý vị? Quý vị đều là người có trí tuệ, nhìn cái mắt cũng biết nữa. Cái mắt nó không ưa là biết, cái tai nó không ưa là cũng biết. Cái cách đối xử của nó, thí dụ như lúc mình mới tới thì nó đem đôi đũa là đôi đũa bằng bạc. Tới cái lúc mà nó không ưa mình đem đôi đũa ra bằng tre là nó biết rồi, chứ đâu có phải quá dại dột mà không biết đâu. Coi cách đối xử đó thôi. Đối xử mà người ta quý mến mình nó khác, mà đối xử không quý mến, không tôn trọng là mình cũng biết. Mà trong kinh Hiền Nhân Đức Thế Tôn dạy, khi người ta không quý mến thì ra đi, đừng có chần chờ. Thế thì các trong đối nhân xử thế, nếu quý vị mà giữ được như vậy thì là quý vị định thôi, tức là cái tâm nó có lăng xăng. Cho nên sư lập lại nè, ngày hôm nay chúng ta học tiêu đề của nó thực sự ra là quán thọ, để chúng ta biết các pháp là vô thường cho nên không có sợ chết. Quán thọ, quán thọ trên thọ là một chi của tứ niệm xứ. Và chúng ta cũng học thêm cái tứ như ý túc, dục như ý túc, tinh tấn như ý túc, nhất tâm như ý túc và quán như ý túc. Bốn cái này rất cần để phát triển trí tuệ, phát triển thương yêu trong cuộc sống, để được an vui trong hiện tại và xóa đi tất cả những cái pháp si mê ngủ ngầm ở trong tâm của chúng ta. Cũng vẫn dùng cái này để nương vào, chúng ta quán chiếu, thở ra, thở ra, thở vào đều biết rất rõ. Rồi, chia sẻ với quý vị mỗi ngày một chút. Và hy vọng là sư cũng còn có thể có thời gian chia sẻ với quý vị từ đây cho tới cuối tuần. Rồi có những khóa tu thì sư phải tham gia, người ta nhờ thì cũng phải tới cùng tu với nhau. Thì chắc cũng ở nước ngoài thì nó có những cái quy luật.
về privacy ấy, tức là cái quyền mà cá nhân, cho nên nó sẽ không có cho chụp hình. Thực sự là trong các khóa tu đều cấm máy camera, máy video, rồi mobile phone, cho nên cấm chụp hình, mà cũng cấm quay phim, cấm tất cả. Tu là biết tu thôi. Thỉnh thoảng có một vài tấm hình là phải xin phép các cái người chụp, nếu người ta đồng ý thì mình mới chụp, rồi mình lại hỏi chụp rồi tôi có thể thông báo cho người khác biết không, nếu người ta đồng ý thì mình mới chia sẻ được. Cho nên từ đây tới cuối tuần, hy vọng là sư cũng chia sẻ với quý vị cho hết cái tứ niệm xứ, được tới đâu hay tới đó, có duyên, còn lại thì quý vị tự học, ai ăn lấy no, ai tu lấy chứng. Rồi nếu vào khóa tu á, thì sư đi theo khóa tu và cùng tu với người ta. Rồi nếu có dịp nào nữa thì chúng ta lại tiếp tục tu học nữa. Cái lúc mà quý vị vào mà quý vị không thấy có sư tới đúng 4 giờ chiều giờ Việt Nam mà quý vị không thấy có sư là quý vị biết rồi. Thường thường sư vào là sư vào trước cỡ chừng 5-10 phút. Quý vị thấy ở trên phòng thóc á, là 5-10 phút là có trước rồi. Mà nếu không có là coi như là sư đang tu tập. Còn nếu mà không nghe cái gì hết nữa là biết là sư nhập niết bàn rồi. Thấy không? Chết, hai bàn tay không, vô trước rồi. Hai bàn tay không, không có gì hết nha. Không thương, không ghét, không giận, không buồn, không tài sản. Ở trong kinh Pháp Cú, Phật có dạy rất rõ. Không con, không bạn đồng hành, như con tê giác một sừng ra đi. Đi cũng một sừng, một mình, mà tới cũng một mình, mà đi cũng một mình. Cho nên quý vị muốn vướng thì quý vị cứ vướng. Quý vị có chồng nè, có vợ nè, có nhà nè, có tài sản nè, có chức quyền nè, có ước vọng nè, có những giấc mơ nè. Thì nhất là vấn đề nam nữ nó khó lắm quý vị, buồn khó lắm phải không? Có vợ có chồng bây giờ nơi con biết thật là giả, nhưng mà đi theo Phật thì con không đi nổi. Thì đó là tùy quý vị thôi. Chứ còn xin nói rồi đó, sợ chết cũng phải chết, mà quy luật của nó chết thì không mang theo được gì cả. Đấy, thì lời Phật dạy vậy đó. Còn sư cũng không biết nữa, sư chỉ chuyển lại như vậy. Còn trong cái đường tu, quý vị á, một số quý vị đang hành trì quán thân, quán thọ. Thì hôm nay mình nói rất rõ quán thọ như thế nào rồi, thấy không? Thực sự là nó cảm xúc nó chỉ là nó giả thôi. Trơn, vọng đều là giả, đối đãi. Khi nó định rồi, nó vắng lặng, nó không có cái gì hết. Giống như mặt nước, nó không có lăn tăn, thì tự nhiên nó soi rõ hết tất cả các cái hình bóng ở bên trên. Có một câu thơ sư mượn để kết thúc cái bài ngày hôm nay. Câu thơ của một nhà sư nói: chim bay ngang dòng sông, đâu có muốn ý lưu lại cái bóng của nó trên dòng sông. Nhạn quá trường giang, qua cái dòng sông lạnh, nhưng không có muốn lưu lại cái bóng của nó. Và dòng sông cũng đâu có muốn lưu lại cái bóng của con chim. Cho nên chim đi rồi thì cái bóng con chim ở trong dòng sông nó cũng mất. Đó là quy luật vô thường, quy luật tự nhiên như vậy. Có gì đâu mà phải chúng phải muốn. Cho nên á, khi chúng ta thở vào thở ra để cho có trí tuệ phát sinh, để trong cuộc sống của mình được an vui, thì chúng ta phải tinh cần, nhiệt tâm, kiên trì, đừng có lăng xăng. Hãy đào giếng thì đào một lỗ, đào cho tới có nước thôi, kiên trì, đừng có lăng xăng đào chỗ này chỗ kia. Và khi chúng ta định được như vậy thì trí tuệ mới phát sinh, và phát sinh rồi thì chúng ta trở thành con người cao thượng, sống có ơn có nghĩa, biết cha biết mẹ, biết anh chị em, lo lắng cho mọi người, lo lắng cho cái bản thân của mình. Thở ra biết thở ra, thở vào biết thở vào. Và vì như vậy luôn luôn sống trong tỉnh giác,
làm mọi việc đều có lợi cho mình, có lợi cho người, và như vậy tạo hạnh phúc cho mình và hạnh phúc cho người một cách thực tế. Còn về sau thì chưa biết, tại vì những người chết rồi họ cũng chưa quay lại họ nói cho mình nghe, còn mình thì chưa chết, thành thử mình cũng chẳng biết là cái chết nó ra làm sao. Và quý vị chỉ biết là những người đã chết rồi, hai bàn tay không, hai bàn tay trắng, có danh, có quyền, có chức, có vợ, có chồng, có con, có chùa lớn, có chức lớn, rồi có làm vua, làm tổng thống nước này nước kia, cũng chết rồi cũng thôi, có mang theo được cái gì đó. Thôi chúc quý vị lúc nào cũng được an vui, nên nhớ là tứ như ý túc nha. Hồi xưa có để một cái bài về chú Lăng Nghiêm, tại vì hôm trước có một cô luật sư ở Việt Nam á, cổ xin để cổ tụng, thì sư có để lên cái bài chú Lăng Nghiêm bằng tiếng Phạm để cho cổ tụng. Mà nếu như cổ cần biết ý nghĩa thì sư từ từ sư sẽ dịch ra rồi sư sẽ để lên, quý tùy tùy duyên, ai ăn thức nào thì được cái đó, mà không ăn thì đói, ăn thì no, có vậy thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thỉnh chư tôn đức cùng tất cả quý pháp lữ đồng tu chúng ta cùng hồi hướng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con có duyên lành cùng nhau tề tự tu học giáo lý của Đức Tổ Phụ. Chúng con biết rằng các pháp đều là vô thường và ai cũng phải chết, mà chết thì cũng chẳng mang theo được cái gì. Cho nên chúng con quyết tâm nghe lời của Đức Tổ Phụ, thực hành sống trong an vui, sống trong lìa bỏ tất cả mọi sự chấp thủ, để đời này có làm mọi việc lợi mình lợi người. Và những cái pháp ngủ ngầm và bất thiện ở trong tâm chúng con được xóa bỏ ở trong những ngày vị lai. Chúng con cũng biết rất rõ Đức Thế Tôn dạy tứ như ý túc là một trong những 37 phẩm trợ đạo mà chúng con cần phải tu tập để có lợi lạc trên con đường chúng con tu tập, để viễn ly ra tất cả những đau khổ, những si mê, hoặc phát triển trí tuệ, xây dựng niết bàn ngay trong tâm con, ngay trong gia đình, ngay trong cộng đồng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư xin chúc lành cho tất cả quý Phật tử, chúc quý vị lúc nào cũng được an vui, thân tâm thường an lạc, luôn luôn nắm rất rõ thân, quán thân, quán thọ, rồi các cảm xúc ở trong thân, và luôn luôn tinh tấn để cuối cùng được cái sự giải thoát. Không những đời này được sống an vui mà đời sau cũng được, nếu có đủ thì phước báu cũng được sinh vào cõi lành, nhờ công đức thanh tịnh mà lợi mình lợi người. Mô Phật.